Saraut đường truyền vào cho Arisak Raison. Cơ hội để Thái Lan định đoạt số phận trận đấu này, và đó là dấu chấm hết dành cho Malaysia. Cú sút xa tuyệt vời của Chanathip đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Thái Lan. Không còn cơ hội cho Malaysia nữa. Chắc chắn là như vậy. Chiếc cúp đã thuộc về đội tuyển Thái Lan của huấn luyện viên Kia Tisak. Pha phối hợp rất hay trong một tình huống phản công nhanh của đội tuyển Thái Lan. Arisak Raison, người đã thực hiện pha chuyền bóng do cỗ để Chanathip tung ra cú dứt điểm bằng chân trái rất quyết đoán. Thêm một bàn thắng đẹp được ghi trong trận chung kết rất kịch tính.